là những lăng mộ khổng lồ bằng đá vôi sáng ngời. Kim tự tháp được thiết kế để chôn giấu bí ẩn của cái chết ở cõi vĩnh hằng. Hàng ngàn năm qua, kim tự tháp đã mang trong mình biết bao truyền thuyết, huyền thoại hư cấu và cả những bí ẩn đích thực, nan giải nhưng vẫn mang tính khoa học. Làm thế nào những lăng mộ này được xây cao đến hơn 100 mét mà lại chính xác đến từng centimet? Tại sao một dân tộc lại cống hiến hết mình cho nơi yên nghỉ ở thế giới bên kia như vậy? Ai đã vận chuyển hàng tỷ tấn đá? Giờ đây, khoa học đang len lỏi vào thành lũy bí ẩn của kim tự tháp, xua đi những truyền thuyết hoang đường từ thời cổ đại và vén màn sự thật. Lời nguyền nơi kim tự tháp. Các kim tự tháp của Ai Cập cổ đại sừng sững như những người khổng lồ ngày đêm canh giữ cho thành Cairo. Được xây nên từ 2.000 năm trước công nguyên, những kiến trúc đá khổng lồ này vẫn luôn quyến rũ và gây bối rối cho giới khảo cổ học đang cố tìm hiểu về nguồn gốc và mục đích sử dụng của chúng. Tôi nghĩ người Ai Cập lôi cuốn chúng ta đến vậy bởi họ chế ngự được đá và xây nên những công trình chọc trời đầu tiên bằng đá. Chúng ta nhận thấy có những bí mật ẩn chứa trong đó. Những người xây kim tự tháp không để lại ghi chép nào về cách kết dựng nên những khối kiến trúc đồ sộ này. Hàng ngàn năm thần thoại và truyền thuyết đã ẩn giấu mục đích thật sự của chúng. Những manh mối chính là các kim tự tháp. Các nhà khoa học phải nghiên cứu các khối đá để tìm hiểu xem những công trình phi thường này được xây nên như thế nào, và để biết ai đã xây nên chúng chỉ bằng các công nghệ thô sơ. Đây quả thật là công trình tưởng niệm cực kỳ công phu. Đại kim tự tháp thuộc dạng công nghệ cao của thời cổ đại. Tỷ lệ mà nó đạt được thật đáng kinh ngạc. Đại kim tự tháp cao 146 mét, được xây nên từ 2,3 triệu khối đá. Một số khối đá trong đó nặng tới 50 tấn. Toàn bộ công trình nặng gần 6 triệu tấn. Trọng lượng đó tương đương với 16 tòa cao ốc Empire State. Trong 38 thế kỷ, nó từng là kiến trúc cao nhất địa cầu. Hơn nữa, nó còn chính xác về mặt kỹ thuật đến kinh ngạc. Mỗi cạnh có chiều dài 230 mét, sai lệch chưa đến 5 cm. Nó không những là kiến trúc ngoài trời đồ sộ phi thường, bên trong còn là một tổ hợp các lối đi và phòng ốc được xây nên từ một trong những loại đá tự nhiên rắn nhất. Công trình bằng đá hoàn hảo đến mức không thể lách tấm thẻ vào giữa các khe nối. Tất cả được xây nên bởi một dân tộc không phát minh ra bánh xe. Độ chính xác của đại kim tự tháp khiến tôi sững người kính phục. Những nhà Ai Cập học đầu tiên đã cố dùng thuốc nổ để mở con đường vào kim tự tháp và tìm kiếm sự thật. Họ đã phá rỡ để tìm cách vào các mật phòng bên trong kim tự tháp. Thế nhưng họ đã phá hoại nhiều hơn là tìm tòi. Thuốc nổ làm mờ đi những manh mối mà người Ai Cập cổ đại để lại, những manh mối cho ta biết rõ hơn về kim tự tháp và cách mà chúng được xây nên. Now archaeologists are using the latest technology to search for wonders hidden deep within the stones. But for other archaeologists, it's the buildings themselves that are the true wonder. The greatest mystery about the pyramids is not secret chambers. Người Ai Cập cổ đại không nắm vững kỹ thuật xây kim tự tháp ngay từ đầu. Trải qua nhiều năm mò mẫm, thử nghiệm và sai lầm, cả một thảm họa cận kề khiến họ phát triển từ những công trình gạch bùn đơn giản đến đại kim tự tháp ở Giza. Những kim tự tháp đầu tiên được xây dựng trên bờ Tây sông Nil vào khoảng 2.600 năm trước công nguyên. Thiết kế sớm nhất là kim tự tháp bậc thang Saqqara. Có lẽ đó là công trình bằng đá nhiều tuổi nhất trên địa cầu. Vươn cao 62 mét trên sa mạc. Công trình này là bước đột phá trong lịch sử xây dựng.
Nó không phải là các mặt phẳng dốc, mà là nhiều bậc hay nhiều tầng tăng dần. Các kim tự tháp mặt phẳng thật sự được xây nên 60 năm sau bởi Pharaoh Snefru. Con trai ông là Khufu cho xây đại kim tự tháp, chính là cái đầu tiên và lớn nhất trong số 3 kim tự tháp trên cao nguyên Giza. Sau đó, một loạt kim tự tháp nhỏ hơn và trang trí công phu được xây nên ở Saqqara. Làm thế nào người Ai Cập dựng nên những siêu cấu trúc khổng lồ này chỉ với công nghệ thô sơ của thời đó, đến nay vẫn còn là điều bí ẩn. Thách thức trước tiên là trắc địa và vẽ quy hoạch kim tự tháp theo phương hướng chính xác. Họ đã lựa chọn thực địa kỹ càng để đảm bảo rằng tầng đá móng có thể chịu tải được hàng triệu tấn đá vôi. Các kiến trúc sư cổ đại sau đó đã căn hướng công trình sao cho mỗi mặt thẳng với các hướng chính diện Bắc, Nam, Đông và Tây. Ngày nay, ta dùng la bàn kỹ thuật số và các thiết bị ngắm laser, còn người Ai Cập cổ đại không có công nghệ này. Một số chuyên gia tin rằng, thay vào đó, họ đã nhìn lên bầu trời. Bằng cách quan sát vị trí các vì sao mọc và lặn, họ có thể xác định được cực bắc địa lý. Đầu tiên, các kiến trúc sư xây một bức tường bán nguyệt, có vai trò như đường chân trời phẳng. Trên bức tường, họ đánh dấu điểm mọc và điểm lặn của một ngôi sao cụ thể khi nó quay quanh cực bắc trên bầu trời đêm. Một đường thẳng được kẻ chính giữa các điểm này sẽ chỉ đến cực bắc thực. Sử dụng phương pháp thô sơ này, đại kim tự tháp đã được căn hướng với độ chính xác khó tin. Nó chỉ lệch so với cực bắc thực chưa đến 1/20 của một độ. Kỹ sư kiêm nhà văn chuyên viết về kim tự tháp Robert Bovell từng căn hướng cho các công trình hiện đại. Ông đã rất kinh ngạc về độ chính xác mà người Ai Cập cổ đại đạt được. Vấn đề khiến cho tôi bối rối là họ đã làm được điều đó như thế nào, vì bản thân tôi từng căn hướng các công trình bằng thiết bị quang học với sự trợ giúp của cần trục để nâng cất các tảng đá, vậy mà đôi lúc tôi còn không làm được chính xác. Sau khi xác định được cực bắc địa lý, các kiến trúc sư kẻ một đường thẳng để tạo thành biên của một mặt kim tự tháp. Sau đó, họ đánh dấu ba mặt còn lại bằng thước kẻ và dây. Với đồ án kim tự tháp đã lập, các kiến trúc sư đã tạo thêm một tầng đá nền để chịu tải cả kết cấu khổng lồ. Một nền móng phẳng hoàn hảo sẽ cần thiết cho sự chính xác và vững chãi của kim tự tháp. Kỹ sư người Anh Danny Stock là một chuyên gia nghiên cứu kỹ thuật xây dựng của người Ai Cập cổ đại. Công việc của ông đã hé lộ nhiều bí mật về công trình kim tự tháp. Các nền móng ngày nay được ngắm phẳng bằng các thiết bị laser và ống bọt nước, còn Danny Stock cho rằng người Ai Cập đã sử dụng nước. Để làm cho nền móng kim tự tháp chính xác, bằng phẳng và cân đều, người Ai Cập cổ đại đã sử dụng một đường rãnh giống như ở đây. Chỉ một đường rãnh chạy suốt 230m chiều dài của một cạnh kim tự tháp. Từ họ đổ nước vào đó, và nó có tác dụng như một loại ống thủy. Tất cả những gì bạn cần làm là theo dõi đường nước chạy dọc trên nền móng, và sau đó bạn có thể biết chắc chắn rằng nền móng kim tự tháp đã hoàn toàn cân đều và hoàn toàn bằng phẳng hay chưa. Stock cho rằng đường rãnh như thế có lẽ đã được tạo nên trên một quy mô lớn chạy dọc theo toàn bộ rìa của kim tự tháp. Bằng cách này, các công trình sư có thể đảm bảo rằng toàn bộ nền móng là cân bằng. Nhưng để kiểm tra toàn bộ 2,4 triệu khối đá có giữ được cân bằng theo hình chóp hướng đỉnh không, thì người Ai Cập đã sử dụng một công cụ tài tình khác. Công cụ tôi đang dùng được làm bằng gỗ và gọi là khung chữ A. Tất cả gồm có hai thanh gỗ nối với nhau tạo thành góc đỉnh 90 độ với một thanh nối ngang và một dây dọi. Để sử dụng chính xác, công cụ này được đặt trên một bề mặt. Và như các bạn đang thấy ở đây thì một đường kẻ được vạch ngay phía sau dây quả dọi.
Khi thử nghiệm trên một bề mặt và rơi quả dọ trùng với vạch kẻ, thì ta biết rằng bề mặt này hoàn toàn bằng phẳng. Với thiết kế và mặt bằng thực địa đã có, công tác xây dựng giờ có thể bắt đầu. Đến đây, người Ai Cập cần đá, hàng triệu tấn đá. Nhưng làm thế nào họ khai thác được khối lượng đá lớn đến khó tin như thế khi mà không có thuốc nổ hay búa khoan, thậm chí không có cả công cụ kim loại? Trong thời kỳ cổ vương quốc của Ai Cập cổ đại, 18 kim tự tháp lớn đã được hoàn thiện trong khoảng thời gian là 500 năm. Mất tới hơn 300 triệu mét khối đá để xây dựng những công trình này. Đá được khai thác, cắt xẻ và vận chuyển đến công trình. Ngay cả với những công ty xây dựng với công nghệ hiện đại nhất, thì đây cũng là một nhiệm vụ vô cùng gian nan. Thế nhưng người Ai Cập cổ đại đã giải quyết được chỉ bằng các công cụ thô sơ. Denis Stock đã tới Tura gần Cairo, là nơi có nhiều đá vôi chất lượng cao, từng được khai thác cho các kim tự tháp. Ông cho rằng người Ai Cập đã cắt xẻ loại đá này bằng một thứ kim loại mềm, đó chính là đồng. Và Stock đã phỏng tạo các lưỡi đục bằng đồng, dựa trên những cổ vật được tìm thấy ở Ai Cập. Sử dụng những thứ đó, tôi cảm thấy mình gần gũi hơn với tài trí của những người thợ Ai Cập cổ đại. Và cách làm này có vẻ giống như cách mà họ đã từng nghĩ. Nhưng đồng là một thứ kim loại mềm, dễ uốn, mà có thể bẻ cong hay làm cùn một cách dễ dàng. Vậy thì làm thế nào sử dụng để cắt xẻ được đá vôi? Các công cụ trong tay tôi lúc này là những thứ đầu tiên mà những người thợ cổ đại đã sử dụng. Đây là một cái vồ được dùng để gõ vào công cụ bằng đồng, có hình dáng một cái đục. Để đẽo khối đá kia, bạn phải kê lưỡi đục vào khối đá ở một góc chéo tư thế cái vồ, và sau đó gõ mạnh tay một chút, bạn sẽ thấy những mảnh đá lớn văng ra. Đó là về phần thô. Chúng ta còn có lưỡi đục đồng khác có thể dùng cho những chỗ mịn hơn, để tỉa đi ít đá hơn, nhưng sẽ lại được một bề mặt gần như phẳng hoàn toàn. Nghiên cứu của Stock hé lộ rằng các lưỡi đục đồng có thể đục đẽo được các khối đá. Và hóa ra người Ai Cập đã gặp may một cách tình cờ. Phân tích hóa học các công cụ cổ đại cho thấy đồng của người Ai Cập không nguyên chất. Nó có chứa những lượng nhỏ nguyên tố arsenic. Tình cờ thay, tạp chất này cũng chứa những tinh thể đồng, và thực tế nó dẫn đến loại đồng này rắn hơn thể nguyên chất của nó. Sự may mắn về mặt hóa học đã giúp cho thợ đá Ai Cập khai thác được gần đủ số lượng 2,3 triệu khối đá vôi cho đại kim tự tháp. Các kim tự tháp được xây chủ yếu bằng loại đá tương đối xốp là đá vôi. Ngoài ra, người Ai Cập cũng sử dụng loại đá rắn hơn nhiều, đó là đá hoa cương. Họ đã sử dụng loại đá rắn có màu sắc đẹp này cho các hạng mục quan trọng của công trình, như phòng hoàng đế bên trong đại kim tự tháp. Các lưỡi đục đồng hoàn toàn vô tác dụng đối với loại đá này. Các công cụ khai thác đá tinh vi ngày nay có thể cắt gọt đá granite, còn người Ai Cập cổ đại đến rèn kim loại còn không biết. Bao nhiêu thế hệ khảo cổ học không thể giải đáp câu đố chính xác là làm sao họ cắt xẻ được những khối đá granite 50 tấn này. Nhưng giờ đây, khảo cổ thực nghiệm đã bắt đầu lý giải bí ẩn công nghệ này. Denis Stock tin rằng đã có lời giải. Ông cho rằng người Ai Cập đã sử dụng đồng, những lưỡi cưa bằng đồng. Và không giống như lưỡi cưa truyền thống, chúng không có răng cưa. Đây là vật liệu granite cực rắn. Để cắt xẻ nó thì bạn cần có công cụ đặc biệt, và đây là một lưỡi cưa bằng đồng, nhưng không có răng cưa, hoàn toàn không có răng cưa nào. Và bạn đặt câu hỏi, vậy sẽ cắt kiểu gì? Được thôi, đây là cát. Còn đây là những tinh thể thạch anh lẫn trong cát sẽ được rắc vào dẫn xẻ cùng với lưỡi cưa đồng.
Với sự kéo đẩy của lưỡi cưa, các tinh thể chuyển động qua lại trong rãnh cưa, nên thực tế dẫn đến là đá granite đang bị cưa rất chậm, từng chút một và khối đá được xẻ ngay ở rãnh cưa. Tinh thể thạch anh trong cát rất cứng, nên nó dần dần rũa sâu rãnh xẻ đá granite rắn. Nhưng sử dụng những lưỡi cưa đồng này, người Ai Cập cổ đại chỉ có thể cắt xẻ được khoảng 5cm khối đá granite một giờ. Thế nghĩa là phải mất tới 4 tháng để làm ra được cỗ quan tài đá bên trong đại kim tự tháp. Với lưỡi cưa đồng và kỹ thuật xẻ đá, sự trợ giúp của arsen và cát, người Ai Cập đã cắt xẻ những khối lượng đá rất lớn. Rồi sau đó họ kết dựng những khối đá này thành một kỳ quan mà sẽ đứng vững trước thử thách của thời gian. Nhưng điều gì khiến người Ai Cập quyết định xây dựng kim tự tháp tại địa điểm đầu tiên này? Và tại sao họ lại lựa chọn công trình có hình dạng chóp nón như ta thấy? Họ đã tìm kiếm một hình dạng có tính vững chãi. Giống như một ụ sỏi, kim tự tháp được nâng đỡ bởi một tầng nền móng rộng và trọng tâm thấp. Hơn 2/3 khối lượng là nằm ở 1/3 độ cao từ đáy lên. Nhưng thiết kế không chỉ tính đến phương diện kỹ thuật công trình mà còn chịu ảnh hưởng từ tín ngưỡng của họ. Khi người ta muốn xây cao thì phải có sự vững đế, một dạng khò ụ, rất vững chãi. Nhưng tất nhiên, có một biểu tượng cho tất cả những gì bên trong nó. Phải chăng có những sự tác động bí ẩn nào đó đằng sau hình dạng kim tự tháp? Có một lý giải là khi ta chú ý đến sự sùng bái một tảng đá huyền bí, được biết đến với tên gọi là đá Ben Ben. Không ai biết tảng đá trong thần thoại này từ đâu tới. Một số người cho rằng nó là một loại đá thiên thạch. Nó đã từng biến mất trong một thời gian dài. Nhưng hình chóp tháp và đá móc vòm được tạo thành đỉnh của kim tự tháp là theo nguyên mẫu hình chóp của đá Ben Ben. Liệu đây có phải là lý do các kim tự tháp được xây dựng theo hình dáng riêng của chúng? Thế nhưng, mặt trời mới đóng vai trò chủ đạo trong tôn giáo Ai Cập tại thời điểm đó. Có một khả năng khác, có lẽ chính mặt trời mới là chìa khóa giải đáp cho hình dạng kim tự tháp. Kim tự tháp cũng có thể được xem là một công trình bằng đá biểu tượng cho tia sáng mặt trời chiếu rọi xuống từ thiên đường. Khi mặt trời khuất sau mây, thì các tia nắng đôi khi lại tạo nên sự tương đồng với kim tự tháp. Vậy nên, hình tượng trùm nắng bằng đá cũng là một khả năng. Nhưng có khi đây đơn giản là dạng hình học kim tự tháp thuần túy đã lôi cuốn người Ai Cập. Mỉa mai thay, kim tự tháp đầu tiên là kim tự tháp bậc thang lại không phải là những mặt phẳng dốc. Nó cao dần với 6 tầng riêng biệt. Kim tự tháp của Pharaoh Snefru là kim tự tháp đầu tiên, rồi 60 năm sau khi kim tự tháp bậc thang được xây nên, ông đã cho xây kim tự tháp chuẩn đầu tiên có mặt phẳng. Đó là một khái niệm mới có tính cấp tiến, và sự thành công của nó xuất phát từ quyết định đột phá về mặt kỹ thuật và góc xây lên sẽ ở bao nhiêu độ. Nếu tăng độ dốc của góc nghiêng thì kim tự tháp sẽ cao hơn và nặng hơn. Nếu họ làm cho nó quá dốc thì có thể gây ra quá tải cho nền móng. Các kiến trúc sư của Snefru đã giải quyết trở ngại đó ở góc 55 độ. Ban đầu mọi việc tiến triển tốt, nhưng đến giữa quá trình xây dựng, các vết nứt bắt đầu xuất hiện ở các phòng bên trong kim tự tháp. Theo khảo sát của nhà khảo cổ học người Ý, Maraziolio và Rinaldi, kim tự tháp được xây ngay trên tầng đất sét phân phiến có độ xốp, chỉ có các rìa cạnh kim tự tháp là đè lên trên móng đá rắn. Như vậy, kim tự tháp được xây đè lên trên phần lõi xốp bị lún dưới sức nặng. Các kiến trúc sư sẽ phải đưa ra giải pháp nếu không kim tự tháp có thể bị sụp đổ. Công trình xây dựng buộc phải ngừng lại. Rốt cuộc, giải pháp tình thế của họ là điều chỉnh hoàn toàn tiến trình xây dựng. Các kiến trúc sư đã giảm góc nghiêng từ 55 độ xuống còn 43 độ. Điều này đã làm độ cao của kim tự tháp giảm đi 30 mét và trọng lượng giảm đi hơn 400.000 tấn. Sai sót của các công trình sư đã làm cho Pharaoh nổi giận,
nhưng giải pháp của họ cũng là một thành công. 4.500 năm sau, kim tự tháp gờ cong vẫn đứng vững đến tận bây giờ, mặc dù hình dáng của nó hơi bất thường. Các kim tự tháp lớn sẽ không thể xây dựng lại một góc dốc như thế. Đối với kim tự tháp tiếp theo, các kiến trúc sư của Snefru đã thận trọng hơn. Họ xây dựng kim tự tháp đỏ ở góc nghiêng 45 độ. Nó có góc nghiêng thấp nhất so với bất kỳ kim tự tháp nào khác ở Ai Cập, và đến giờ vẫn đứng vững. Đó là kim tự tháp có mặt phẳng chuẩn, nhiều tuổi nhất ở Ai Cập ngày nay. Sau thành công này, các kiến trúc sư tự tin hơn nhiều. Giờ họ lại xây dốc hơn và dốc hơn, lên đến cực điểm là góc nghiêng của đại kim tự tháp. Các mặt của nó xây cao dần theo một góc nghiêng gần 52 độ, lên đến đỉnh là 146 mét. Nhưng làm thế nào họ giải quyết được việc nâng cấp những khối đá 2,5 tấn lên đến độ cao khó tin như thế mà không cần đến cần trục hay những xúc gỗ và dây chằng? Đó là một thách thức cho người Ai Cập cổ đại và vẫn còn là một bí ẩn cho khảo cổ học đương đại. Nhà Ai Cập học Mark Lehner đã trải qua 30 năm nghiên cứu các kim tự tháp. Phương pháp nghi vấn của tôi là các địa điểm khai thác đá ở đâu, vận chuyển đá từ điểm khai thác lên kim tự tháp theo kiểu gì trên một hệ số góc như thế. Lehner và hầu hết các nhà Ai Cập học đều tin rằng có một loại đường dốc thoải được sử dụng để đưa các khối đá lên. Còn loại đường dốc thoải đó như thế nào thì vẫn còn là một bí ẩn. Không biết họ tiếp cận đỉnh kim tự tháp theo đường thẳng, theo hình chữ chi đi lên một mặt, hay theo đường xoáy vòng chôn ốc hướng lên trên. Bởi vì những đường dốc thoải đã bị phá rỡ ngay sau khi kim tự tháp hoàn thiện, chỉ có những mảnh vụn là bằng chứng còn sót lại cho các nhà khảo cổ học. Nhưng nó phải được xây thoải và cực kỳ vững chắc để có thể đưa hàng triệu khối đá lên cao dần. Một lần nữa, những người xây dựng phải đối mặt với một thách thức mới. Những khối đá phải được ghép khít với nhau. Điều ngạc nhiên là một công trình xây dựng chính xác đến thế, vậy mà một số lượng lớn các khối đá lõi trong chỉ được hoàn thiện sơ sài. Các khe hở giữa chúng lèn bằng đá vỡ và vữa thạch cao. Thế nhưng, mỗi khối đá lộ thiên khi quá trình xây dựng hoàn tất lại cho thấy sự chính xác đến kinh ngạc. Bên trong đại kim tự tháp, các khối đá của táng phòng khít nhau hoàn hảo. Các bề mặt của những khối đá này gần như phẳng tuyệt đối, dẫn đến khe nối khít hoàn toàn. Kỹ thuật xây dựng này đã đạt đến độ chính xác cực kỳ chỉ bằng các công cụ thô sơ nhất. Chúng ta sẽ sử dụng công cụ làm từ những mẩu gỗ và sợi dây bệ này để biết được rằng bề mặt đã phẳng thật sự hay chưa. Và bằng cách dùng mẩu gỗ thứ ba này có cùng độ dài với hai mẩu gỗ được nối vào hai đầu dây kia, giờ đang được kéo thật căng, ta xem nó qua lọt hay không. Giờ ta đánh dấu để biết chỗ đó hơi nhô một chút. Ở thời cổ đại, họ sẽ đánh dấu chỉ đơn giản bằng cách miết một ít đất son lên để nhắc cho người thợ vị trí cần xử lý và kiểm tra dọc theo chiều dài của sợi dây. Thợ đá cổ đại sử dụng những mẩu gỗ và sợi dây để phát hiện khiếm khuyết và sau đó đánh dấu bằng đất son để biết chỗ nào cần đến công tác khắc phục. Sử dụng hai công cụ khác nữa, cái này là lưỡi bào bằng đá lửa và được đánh mịn bằng đá sa thạch. Bây giờ ta bào đi chỗ nhô lên, tức là những điểm đã được đánh dấu. Và rõ ràng là khi bạn bào điểm đánh dấu mất đi, thì phần nhô lên đã được làm phẳng. Kỹ thuật tương tự như vậy cũng đã được sử dụng cho giai đoạn cuối cùng. Các khối đá thô ráp nằm khuất được phủ ngoài bằng lớp đá phẳng tuyệt đối. Công đoạn ốp này làm từ loại đá vôi cao cấp nhất được vận chuyển vượt sông Nin tới công trình kim tự tháp. Với lớp phủ láng mịn này, kim tự tháp sẽ trở nên sáng rực rỡ trong nắng Ai Cập. Khi các kim tự tháp khoác trên mình bộ cánh mới bằng loại đá vôi đặc biệt này, chúng sẽ sáng lóa lên trong ánh mặt trời. Để có được hiệu ứng này, từng khối đá phủ ngoài được cắt xẻ sao cho khít hoàn toàn với những khối đá liền kề. Khi hoàn thiện, đại kim tự tháp ở Giza được phủ hàng ngàn phiến đá ốp mặt như thế. Thật đáng buồn là chúng đã biến mất từ lâu vì bị dỡ ra để xây dựng những nhà thờ Hồi giáo và lâu đài ở Cairo.
nhưng vẫn có thể thấy đá ốp còn lại trên chóp đỉnh kim tự tháp Khafre. Ngay cả khi tập trung đến đây tất cả các kỹ năng và công cụ của người Ai Cập, thì việc xây dựng kim tự tháp vẫn phải đối mặt với bài toán nan giải, đó là cần đến hàng triệu giờ công để hoàn thành công trình. Truyền thuyết từ xa xưa rằng các kim tự tháp được xây dựng bởi những đội quân nô lệ. Truyền thuyết đã sai. Các khám phá khảo cổ học Pháp Y giờ đây đã dựng lại khuôn mặt của một người xây dựng thật sự. Lịch sử cổ đại nói rằng 100.000 người tận lực lao động cho việc xây dựng đại kim tự tháp mất 20 năm. Các chuyên gia ngày nay cho rằng 25.000 nhân công là một ước đoán có tính thực tế hơn. Công trình hoàn thành vào năm thứ 23 triều đại Pharaoh Khufu và nhân công dồn vào đó mất 250 triệu giờ công. Ai Cập cổ đại là một vùng đất giàu có nhưng với khối lượng công việc khổng lồ như thế, những người xây dựng đã phải thu gom nguyên vật liệu từ khắp đất nước. Những khối đá granite khổng lồ được chở xa 600 dặm xuôi theo dọc sông Nin từ các mỏ khai thác ở Aswan. Duy trì cho kim tháp xây dựng theo đúng tiến độ lại là cơn ác mộng về hậu cần. Đó cũng là thách thức ngay cả với một công ty xây dựng ngày nay. Kỹ sư Grant Smith từng giám sát những công trình xây dựng rộng lớn và ông đã phân tích một kim tự tháp được điều hành xây dựng như thế nào. Bạn không có điện thoại di động, không có máy nhắn tin, không có laptop, không máy tính, mà chỉ có hàng triệu tảng vật liệu tập kết ngay tại điểm quy định. Liên lạc của người Ai Cập cổ đại phụ thuộc vào giấy cói Papyrus và người đưa tin. Vậy mà họ vẫn bao quát được hàng ngàn nhân công và hàng triệu tảng vật liệu thô. Probably relied on the stars to align the pyramids. We would use lasers. The sight. All the Egyptians had was muscle power and slow moving material. Grant Smith đã tính toán chi phí để xây dựng một đại kim tự tháp bằng tiền tệ ngày nay. Nếu bạn dùng bằng đá vôi, công trình sẽ ngốn khoảng 4 tỷ đô la và kéo dài khoảng 4 năm. Ngắn hơn đáng kể so với con số ước tính 23 năm để hoàn thành đại kim tự tháp. Nhưng chúng ta không nên đánh giá thấp quy mô thành tựu của họ. Những người thợ thủ công Ai Cập cổ đại sẽ phải cất đặt một khối đá trong 2 phút. 270 khối đá mỗi ngày liên tục trong 23 năm. Còn chóp đỉnh dốc đứng của kim tự tháp sẽ được xây sau cùng cho sự sống vĩnh hằng. Chúng ta đã không xây dựng một công trình nào có quy mô như thế trong thời gian gần đây mà có thể tồn tại đến 4.500 năm. Chỉ riêng đại kim tự tháp đã là thành tựu cao nhất về sự khéo léo của loài người. Nhưng thật lý thú là người Ai Cập còn xây dựng thêm 17 kim tự tháp lớn khác nữa. Thời đại xây dựng kim tự tháp đã trải dài qua 5 thế kỷ và có lẽ là đồ án xây dựng vĩ đại nhất trong mọi thời đại. Các kim tự tháp được gọi theo tên của vị pharaoh ra lệnh xây nên. Nhưng việc chứng minh thân thế những người thực sự xây nên chúng từ bấy lâu nay vẫn còn là bí ẩn cho đến tận bây giờ. Có ý kiến cho rằng các pharaoh chưa bao giờ bóc lột thần dân của mình phải vắt kiệt sức cho công cuộc xây dựng kim tự tháp. Mà thay vào đó là họ sử dụng sức lao động của nô lệ. Có lẽ là người Do Thái. Những năm gần đây, các nhà khảo cổ học đã khai quật nhiều khu vực ngoại vi gần các kim tự tháp trên cao nguyên Giza. Những gì họ tìm thấy đã làm thay đổi tận gốc rễ các giả thuyết về những người xây nên kim tự tháp. Nhà Ai Cập học lừng danh, tiến sĩ Zahi Haas đã tìm thấy hầm mộ của những người đã thực sự xây nên kim tự tháp. Tiến sĩ Haas rất kinh ngạc trước sự trang trí công phu của các hầm mộ này. Trông chúng không có vẻ mạt hạng như những nơi chôn cất dành cho nô lệ. Nếu những người xây dựng kim tự tháp là nô lệ, thì họ sẽ không được an táng dưới bóng của kim tự tháp. Nếu là nô lệ, họ sẽ không được chuẩn bị chu đáo cho cuộc sống vĩnh hằng như các ông vua hay bà hoàng. Vậy những người thợ thật sự là ai? Câu trả lời sẽ đến từ khoa học tân tiến của Ai Cập học Pháp chứng. Nhà Ai Cập học Rosalie David, cộng tác với các nhà sinh vật học và họa sĩ, sẽ tái hiện cuộc sống của những người xây nên kim tự tháp. Hình ảnh ba chiều và chụp cắt lớp
quanh chụp bằng máy tính sẽ tái tạo khuôn mặt từ xương sọ của xác ướp. Đây là khuôn mặt tái tạo của một người Ai Cập sống cách đây hàng nghìn năm. Các bạn có thể lấy lại những biểu hiện cá tính là điều không thể thấy như một xác ướp hay một bộ xương khô quắt. Và ở đây họ có da thịt, có mắt, có tóc, dường như bạn đang được thấy một người sống ở đời thực. Phân tích pháp y xương của thợ xây đã mang đến bằng chứng quyết định rằng nhân công xây dựng kim tự tháp không phải là nô lệ ngoại bang. Ý tưởng kim tự tháp được xây nên bởi những nô lệ là hoàn toàn sai lầm. Điều này đã được chứng thực bởi các bằng chứng khảo cổ. Tất cả các nghiên cứu về cơ thể đều cho thấy họ là những người Ai Cập, chứ không phải người ngoại bang. Xương cũng cho thấy bằng chứng rõ ràng là được điều trị y học. Tay chân bị gãy đã được bó lại. Thậm chí một số xương sọ có dấu hiệu phẫu thuật mổ não. Nô lệ ngoại bang sẽ không được điều trị y học chất lượng cao đến thế. Vậy lực lượng lao động bản địa này đã đồn trú ở đâu? Theo Mark Lehner, khu dân cư của những người xây kim tự tháp phải ở đâu đó gần cao nguyên Giza. Nếu từng có 20.000 người ở đó, chứ muốn nói là 30.000 người, thì đó phải là một thành thị lớn nhất thế giới ở thời điểm thiên niên kỷ thứ 3 trước công nguyên. Vậy nếu thành thị ở đó, thì mọi cơ sở hạ tầng của nó ở đâu? Lehner đã có bước đột phá khi ông khai quật một địa điểm ở phía đông nam các kim tự tháp, kề với hầm mộ của những người thợ. Ở mỗi nơi chúng tôi đào hố khai quật, chúng tôi đều tìm thấy những bức tường gạch bùn kiên cố, bằng chứng của sự định cư thời cổ đại. Quy hoạch của khu dân cư lớn bị vùi lấp này càng hé lộ nhiều hơn về cuộc sống của những người đi xây kim tự tháp. Vết tích của thành phố bị chôn vùi này cho ta biết đôi điều về cách thức tổ chức xã hội ở thời kỳ sơ khởi xây dựng các kim tự tháp. Nuôi sống những người xây dựng là thách thức có tính tổ chức lớn nhất. Và nhóm của Lehner đã tìm thấy bằng chứng về việc thợ thuyền được chu cấp thực phẩm đầy đủ. Từ những gì tìm thấy ở vị trí khảo cổ, có thể thấy rõ rằng thợ xây kim tự tháp được nhận những khẩu phần ăn thịnh soạn, gồm có bia, thịt và cá. Họ được tổ chức cực tốt, được cấp dưỡng chu đáo, họ được quan tâm chăm sóc bởi họ có vai trò quan trọng. Nhưng có thể thấy đội ngũ quản lý bậc trung được chăm sóc còn tốt hơn. Họ được ăn rất nhiều thịt, từ thịt cừu, thịt dê, đặc biệt là thịt gia súc. Họ ăn rất khỏe, một số người trên công trình được ăn nhiều hơn những người khác. Mark Lehner tin rằng đội ngũ nòng cốt này là những người thợ thủ công lành nghề và là những quan lại có mặt thường xuyên ở thực địa. Còn công tác vận chuyển những khối đá được thực hiện bởi những dân thường, họ đến làm việc tại công trình trong vài tháng hoặc vài năm. Với những người lao động không có tay nghề này, xây dựng kim tự tháp gần giống như nghĩa vụ tòng quân. Đây là một đội quân được tổng động viên từ khắp Ai Cập, nhưng là để xây dựng, chứ không phải là chiến đấu. Điều quyến rũ tôi thật sự là bên trong kim tự tháp không có nhiều ông vua. Tuy chỉ là một thi hài bé nhỏ, nhưng đó là cả một xã hội loài người. Sự sáng tạo là điều có thể thấy ngay tại đại kim tự tháp của Khufu. Nhưng điều gì đã khiến Ai Cập cổ đại dồn hết nhân tài vật lực cho công cuộc xây dựng kim tự tháp? Tại sao hàng ngàn người từ mọi miền đất nước kéo về để góp sức cho công trình này? Những câu hỏi này đã lôi cuốn các nhà khảo cổ học khi họ cố tìm hiểu và giải đáp bí ẩn lớn thứ ba của kim tự tháp. Mục đích của chúng là gì? Quay về thời Trung Cổ, có ý kiến cho rằng các kim tự tháp là kho chứa thóc khổng lồ của Thánh Joseph. Còn hầu hết các nhà Ai Cập học đương đại tin rằng chúng là lăng mộ của các pharaoh. Những lăng mộ lớn và hùng vĩ nhất đã được xây nên. Nhưng rồi trải qua nhiều thế kỷ, lăng mộ đã bị trộm cướp và không còn tìm được di vật thuộc về pharaoh còn sót lại bên trong kim tự tháp. Và không có xác ướp nào được tìm thấy bên trong cái gọi là táng phòng của đại kim tự tháp Khufu. Tuy nhiên, tiến sĩ Haas tin rằng có đủ chứng cứ bằng chữ viết để chứng minh rằng các kim tự tháp được xây làm lăng mộ cho các pharaoh. Có rất nhiều chứng cứ dưới dạng bia ký, văn học cho chúng ta thấy rằng đây là một lăng mộ cho nhà vua. Nhưng một lăng mộ cho pharaoh còn có chức năng khác hơn là nơi an nghỉ cho thể xác của người.
sâu bên trong các kim tự tháp là bằng chứng về một chức năng khác thần bí hơn. Những lăng mộ này được xây dựng làm nấc thang vươn tới các vì sao. Một buổi sớm năm 1879, một người thợ đi ngang qua một trong những kim tự tháp bậc thang Sakura thời kỳ cuối và ông ta nhìn thấy một con chó rừng. Con thú trêu chọc người này như muốn nói ông ta đi theo nó. Người này liền đi theo con vật. Chui vào một lỗ cửa gần kim tự tháp. Ông ta hết sức sửng sốt vì mình đã tìm thấy một căn phòng. Và khi soi đèn lên, ông ta trông thấy trên tường phủ kín chữ tượng hình. Những văn tự tế lễ cổ đại này đã ẩn mình hàng nghìn năm. Jim Allen, chuyên gia thế giới về loại chữ tượng hình hay còn gọi là chữ viết kim tự tháp này, tin rằng những chữ đó giúp ta hiểu được mục đích của những người xây kim tự tháp. Chúng là những tài liệu tôn giáo cổ nhất được biết đến ở Ai Cập, nên khiến chúng được liệt vào dạng văn tự tín ngưỡng cổ nhất trên thế giới. Những chữ viết không hé lộ gì về cách thức xây dựng các công trình, nhưng chúng lại tiết lộ mục đích tối thượng của kim tự tháp. Các kim tự tháp được tạo nên không chỉ đơn thuần là nơi an nghỉ cho các pharaoh, chúng là những guồng máy khổng lồ để con người biến hóa thành thần thánh. Kim tự tháp giống như một cỗ máy vũ trụ. Nó được thiết kế nên để chuyển hóa sự chết chóc đang ẩn chứa bên trong nó, trở thành một dạng linh hồn sống. Khi nhà vua chết đi, thì người Ai Cập cổ quan niệm rằng đất nước họ và sự tồn tại của chính họ sẽ chìm sâu vào nguy cơ hủy diệt. Ngay cả sau khi chết, người cai trị vẫn che chở cho vương quốc tránh khỏi nạn hạn hán, mất mùa và các thế lực gây hỗn loạn. Các pharaoh được ướp xác sẽ mang theo vào lăng mộ khổng lồ của mình những thực phẩm, trang phục, đồ trang sức và châu báu, bất kỳ thứ gì nhà vua sẽ cần đến trong sự sống sau khi chết trên các vì sao. Đã nghiên cứu tín ngưỡng của người Ai Cập cổ đại về sự sống sau khi chết. Điều cơ bản là sự sống đó rất giống với sự sống này, có khi còn hoàn thiện hơn, nên bất kỳ thứ gì bạn ước nguyện ở cuộc sống này, nếu có thể đưa vào lăng mộ của mình, thì bạn sẽ được toại nguyện ở thế giới bên kia. Chữ viết kim tự tháp có để lại một ghi chép về những nghi lễ đã được tiến hành với xác ướp của pharaoh, để đảm bảo rằng ngài vẫn tồn tại trên con đường tới thế giới bên kia, họ cũng đã yểm chú và cầu nguyện để hộ trì cho ngài. Chúng ta thường cho rằng pháp thuật là niệm thần chú như pháp sư, mụ phù thủy, Harry Potter. Nhưng với người Ai Cập cổ đại, pháp thuật là một phần của vũ trụ. Với người Ai Cập, đó là thứ khoa học sinh tồn. Không có chuyện thờ cúng ngẫu tượng dị đoan ở thời Ai Cập cổ đại. Mỗi thứ đều có một ý nghĩa, mỗi thứ đều có một mục đích. Khi các nghi lễ đã hoàn tất, kim tự tháp sẽ nghiêm kín với niềm hy vọng an hưởng vĩnh hằng. Vị pharaoh rồi sẽ thảnh thơi trên con đường tới cuộc sống bên kia để tái sinh thành một ngôi sao bất diệt. Còn Robert Bower, người đã viết nhiều về các kim tự tháp, lại cho rằng còn có sự liên kết giữa các vì sao với kim tự tháp. Nhiều năm qua, ông đã bị cuốn hút bởi các mối liên hệ giữa tín ngưỡng Ai Cập với thiên văn học. Khởi đầu từ một bức ảnh chụp các kim tự tháp ở Giza từ trên không, Bower đã phát hiện ra một đồ hình rất rõ ràng. Tôi thấy rằng các di tích được bố trí theo một sự quy hoạch, có hai kim tự tháp lớn cùng nằm trên một trục, nhưng điều làm tôi phát bực, thật sự tôi đã rất bực, là kim tự tháp thứ ba nhỏ hơn lại nằm lệch trục. Lỗ lệch trục này đã gợi cho ông nhớ đến các vì sao ở vị trí thắt lưng của chòm sao Thiên Lang. Hai ngôi sao sáng và một ngôi sao mờ hơn ngoài rìa. Sự tương đồng về kích cỡ và vị trí so với ba kim tự tháp ở Giza dường như trùng khớp với ba ngôi sao này. Với một số nhà Ai Cập học, giả thuyết của Bower chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên.
Khi bạn nhìn lên chòm sao Thiên Lang, bạn sẽ thấy chúng chẳng khớp chút nào với toàn bộ các kim tự tháp có từ thời cổ vương quốc. Bạn sẽ thấy may ra chỉ chút ít về sự trùng hợp này trên máy tính mà thôi. Tiến sĩ Haas tranh luận rằng rất nhiều ngôi sao khác từ chòm sao Thiên Lang không trùng khớp với bố cục của các kim tự tháp trên mặt đất. Còn với Robert Bogle, mối tương quan là bằng chứng rõ ràng về một quy hoạch thiên văn cao cấp, giải thích cho bố cục và thiết kế của những kim tự tháp chủ chốt. Bạn không thể phủ nhận thực tế rằng có ba ngôi sao trông giống như bố cục của các kim tự tháp. Hai kim tự tháp lớn, một kim tự tháp nhỏ lệch trục. Đó là một thực tế, một sự thật. Những gì không phải thực tế thì dù trùng hợp ngẫu nhiên hay không cũng không có ý nghĩa. Theo Bogle, còn có một bằng chứng thuyết phục nữa trong thiết kế toàn cục của các kim tự tháp nhằm ủng hộ cho giả thuyết liên quan đến thiên văn học của ông. Có bốn đường ống thông khí hẹp được xây ngầm trong kết cấu của đại kim tự tháp. Chỉ rộng có 20cm, chúng chạy xuyên lên qua những tầng đá rắn từ phòng hoàng đế và phòng hoàng hậu, chạy dài hơn 60m. Chúng được xây ngầm vào mỗi lớp đá khi kim tự tháp xây cao dần. Những đường ống này có lẽ ẩn chứa manh mối về bí mật còn lại của các kim tự tháp. Ban đầu có ý kiến cho rằng những đường thông này được thiết kế như ống thông khí để hút không khí trong lành từ mặt ngoài vào cho thợ xây bên trong. Tuy nhiên, theo Bogle, đích đến của những đường ống này lại ở xa hơn rất nhiều. Khi ông nghiên cứu về hướng đi của chúng, ông có cảm giác rằng mình đang phá giải một mật mã, thứ mật mã xây ngầm trong kết cấu đồ sộ của kim tự tháp. Thật phấn khích khi biết rằng mình bắt đầu nghe được thứ ngôn ngữ câm của kim tự tháp. Bogle tin rằng mỗi đường ống trong đó đều chạy xuyên qua đại kim tự tháp, đều được tạo nên để hướng thẳng tới một ngôi sao chủ đạo. Hơn nữa, mỗi một ngôi sao này đều mang tính hệ trọng trong tín ngưỡng Ai Cập cổ đại. Một đường thông phía bắc chỉ tới sao Sirius, là hiện thân của nữ thần Isis. Trong khi đường ống khác lại chỉ tới Anitak, một trong những ngôi sao ở vị trí thắt lưng của Orion. Chòm sao này là hiện thân tuyệt đối của thần Osiris, vị thần cai quản cái chết và hồi sinh của người Ai Cập. Đường tới tinh cầu có lẽ đã được hướng thẳng bằng cách này để giúp cho linh hồn của Pharaoh được thăng thiên để đến bên thần Osiris, rồi hóa thành một tinh cầu kề cận. For Bogle, this realization was like solving an ancient riddle. Nên chúng ta có một dạng ngôn ngữ, nếu bạn thích gọi như vậy, tôi gọi nó là thiên văn tự. Kim tự tháp cũng biết nói thông qua ngôn ngữ kiến trúc và qua hình tượng thiên văn của nó. Mặc dù giả thuyết của Bogle bị một số nhà Ai Cập học kịch liệt bác bỏ, nhưng những bí ẩn và đồn đại vẫn bám lấy những đường ống. Tiến sĩ Haas tin rằng chúng có thể dẫn tới những kho báu đang ẩn mình trong lòng kim tự tháp. Nếu tôi đúng, thì điều đó sẽ trở thành khám phá nổi bật nhất ở Ai Cập và trên thế giới. Đại kim tự tháp ở Giza chứa một tổ hợp các đường ống và phòng ốc. Các nhà nghiên cứu đã khám phá ra ba táng phòng có thể được nối thông với nhau bởi các hành lang, kể cả đại hành lang đầy vẻ uy tráng. Nhưng những năm gần đây, mọi sự chú ý lại tập trung vào bốn đường ống bí ẩn chạy từ phòng hoàng đế và phòng hoàng hậu ra mặt ngoài. Những đường ống hẹp này giờ đây đang khoác lên mình tin đồn về căn phòng bí mật và những mối liên hệ với thiên văn học. Thập niên 1980, một nhóm người Pháp đã nghiên cứu kết cấu của đại kim tự tháp bằng kỹ thuật vi phân tích trọng lượng để phát hiện ra các biến đổi trong tỉ trọng của vật thể. Nghiên cứu của họ xác định được một số khu vực có tỉ trọng khác nhau, khiến nảy sinh ý tưởng còn những căn phòng chưa được khai phá nằm gần đỉnh kim tự tháp. Năm 1993, tiến sĩ Zai Haas cộng tác cùng một nhóm điều khiển robot người Đức thám hiểm các đường ống trong phòng hoàng hậu. Những gì họ khám phá được đã làm rung chuyển Ai Cập học.
sau đúng 61 mét, robot buộc phải dừng lại trước một cánh cửa có hai tay nắm bằng đồng. Đường ống phía nam đã bị bịt kín bằng một phiến đá vôi rắn, khiến cho robot không thể khám phá tiếp phần trên của đường ống. Năm 2002, một nhóm khác đã trở lại cùng với một robot hiện đại hơn. Nó mang theo thiết bị khoan được thiết kế để xuyên thủng phiến đá vôi kia. Kỹ thuật cảm biến từ xa, tương tự như thiết bị dùng để tìm kiếm người sống sót sau động đất, đã phát hiện được phiến đá đó chỉ dày có 7,5 cm. Robot leo lên đường ống hẹp và khoan một lỗ nhỏ, vừa đủ để đưa lọt một camera tí hon. Hình ảnh camera truyền về quả là điều không hề mong muốn. Một cánh cửa đá vôi nữa chắn ngang đường. Nhưng với tiến sĩ Haas, đến đây vẫn chưa phải là điểm kết thúc của một cuộc kiếm tìm. Không phải chúng ta đang kiếm tìm cánh cửa kho báu như trong Alibaba và 40 tên cướp, mà chúng ta đang tìm kiếm khảo cổ học và bất cứ điều gì bạn khám phá được bên trong kim tự tháp đều được coi là những phát hiện quan trọng. Đằng sau cánh cửa thứ hai này là một khu vực chưa từng biết đến trong kim tự tháp hơn 4.500 năm qua. Tiến sĩ Haas tin rằng có thể có một phòng đằng sau viên đá vôi kia. Giờ đây, ông sẵn sàng trở vào bên trong đại kim tự tháp và tin rằng có thể tìm thấy phần thưởng tối cao mang ý nghĩa khảo cổ. Tôi tin rằng táng phòng của Khufu vẫn ẩn mình trong kim tự tháp. Chúng ta sẽ phải vượt qua cánh cửa thứ nhất và thứ hai để rọi sáng bí mật đằng sau chúng. Nếu tiến sĩ Haas tìm thấy được nơi cất giấu xác ướp của Khufu, thì đó sẽ là phát hiện vĩ đại nhất từ trước đến nay, thậm chí vĩ đại hơn cả phát hiện lăng mộ của vua Tutankhamun. Nơi đây có thể ẩn giấu bí ẩn cuối cùng của kim tự tháp, nơi an nghỉ cuối cùng của Khufu, một trong những vị pharaoh vĩ đại nhất. Từng tỏa sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời sa mạc, nhưng kim tự tháp bị niêm kín kể từ ngày được hoàn thiện. Đại kim tự tháp là kỳ quan cổ đại duy nhất còn sót lại. Lớp đá phủ láng mịn đã mất đi từ lâu và cũng mất đi 10 mét chiều cao so với lúc mới được hoàn thành. Kể cả với độ hao hụt đó, nó vẫn còn tồn tại thêm 65.000 năm nữa trước khi biến mất khỏi đường chân trời. Kim tự tháp vẫn sừng sững nơi đây như chứng nhân cho kỹ năng siêu phàm của những người đã xây dựng nên chúng. Những kim tự tháp vươn cao hơn cả lịch sử của chính chúng, vượt trội hẳn giữa những thành tựu vĩ đại nhất của loài người, giữa quá khứ và hiện tại. Chúng đứng đó mang trong mình ý nghĩa bất diệt, bất chấp vạn vật đổi rời qua hàng ngàn năm. Như ngạn ngữ cổ Ả Rập đã nói, con người khuất phục trước thời gian, còn thời gian khuất phục trước kim tự tháp.